Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, để đi hết hành trình dài đằng đẵng trong cuộc đời, mỗi con người thì bất kỳ người thông minh sáng suốt nào cũng đã phải dắt lưng cho mình những bài học lớn lao trong cuộc sống. Có những bài học đã trở thành chân lý để mà đồng hành trọn vẹn suốt một đời người. Bởi những bài học lớn lao và sâu sắc bao giờ cũng được đúc kết từ những kinh nghiệm và trí tuệ của các bậc cao minh trong lịch sử. Sở dĩ tên tuổi Khổng Tử được lưu truyền trong dân gian cho tới ngày nay không phải là vì ông là người tìm ra kho báu và vàng bạc quần nào cho thế hệ sau, mà chính vì trí tuệ uyên bác và những kinh nghiệm sống vô giá ông để lại cho đời này. Và trong bài chia sẻ ngày hôm nay, sách Nói Minh Triết xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn 10 lời dạy của Đức Khổng Tử. Mỗi một lời dạy chính là một bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc có sức mạnh thay đổi số phận con người. Đây chính là hành trang quý báu và cần thiết của mỗi chúng ta trên bước đường đời vạn dặm. Kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm 10 lời dạy quý hơn vàng của Khổng Tử có thể thay đổi số phận. Thứ nhất là, không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Vào năm 1883, một kỹ sư giàu óc sáng tạo tên là John Wobbling cảm thấy hứng thú với ý tưởng sẽ xây cây cầu ngoạn mục này. Tuy nhiên, các chuyên gia cầu đường bảo ông hãy quên ý tưởng đổ đi, vì đó là một dự án bất khả thi. Không nản lòng, ông thuyết phục con trai mình là Washington cũng là một kỹ sư đầy tiềm năng. Cả hai cha con cùng ấp ủ ý tưởng về cách hoàn thành cây cầu và cách vượt qua mọi trở ngại bằng mọi cách. Họ thuyết phục các ngân hàng đầu tư tài chính cho dự án xây cầu này. Hết sức phấn khởi và nhiệt thành, họ tuyển nhân công và bắt đầu xây cây cầu như mơ ước của mình. Dự án mới tiến hành được vài tháng thì tai họa ập đến. Một tai nạn ngay tại công trường đã cướp đi sinh mạng của John Wobbling. Còn Washington con trai ông thì bị tổn thương não nặng nề, không thể đi đứng và nói được. Ai cũng nghĩ rằng cuối cùng dự án sẽ tan thành mây khói vì chỉ có cha con Wobbling là những người duy nhất hiểu được cách xây chiếc cầu này. Mặc dù không thể đi lại và nói chuyện được, nhưng đầu óc Washington Wobbling vẫn còn rất tinh anh. Một hôm, khi đang nằm trong bệnh viện, trong đầu anh chợt nghĩ ra cách hình thành một bộ mã truyền tin. Vận động duy nhất của cơ thể anh là nhúc nhích được một ngón tay. Với bộ mã này, anh dùng ngón tay còn chuyển động được gõ ra ý nghĩ của mình để thông tin với vợ những gì cần nói và với các kỹ sư vẫn đang tiếp tục xây dựng cây cầu. Trong suốt 13 năm, Washington đã ra lệnh bằng ngón tay duy nhất còn chuyển động của mình cho đến khi hoàn thành cây cầu Brooklyn kỳ vĩ mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Cầu Brooklyn bắc ngang con sông nằm giữa vùng Manhattan và Brooklyn, được xem là phép lạ của ngành xây dựng. Cây cầu được khánh thành và trở thành biểu tượng tuyệt vời của thành phố New York và lập kỷ lục là cây cầu treo dài nhất thế giới đầu thế kỷ 20. Và người ta biết đến cây cầu này còn bởi cách lên dây cót tinh thần cho tác giả của nó qua tâm niệm đã trở thành một câu bùa chú: không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ được đầu hàng. Nhà phát minh Thomas Edison đã từng nói, bạn sẽ khám phá ra chính mình một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh. Không chiến thắng nào vinh quang hơn và lớn lao hơn bằng chiến thắng chính mình. Cầu thủ trẻ Công Phượng đã có những chia sẻ sâu sắc với fan hâm mộ của mình rằng kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, còn kẻ bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ chiến thắng. Sự kiên trì và quyết tâm chính là chìa khóa cho mọi chiến thắng trong mọi hoàn cảnh khó khăn để thực hiện ước mơ, sống hết mình, vì nền móng này là khát khao được chiến thắng trong mọi trận đấu. Còn Jack Ma, vị tỷ phú người Trung Quốc cũng đã từng nói, hôm nay rất khó khăn, ngày mai thậm chí còn khó khăn hơn gấp nhiều lần nhưng ngày mai sẽ đẹp. Vấn đề là hầu hết mọi người đều bỏ cuộc vào thời điểm sắp tới ngày mai rồi. Ông cũng từng nói, tôi không biết định nghĩa thành công ra sao, nhưng biết rõ thế nào là thất bại, đó chính là bỏ cuộc. Cái lý này hình thành theo ông trên mỗi bước đường thành công sau này, bởi vì cho dù bạn đi chậm đến đâu, đi chăng nữa, chỉ cần bạn nỗ lực thì bạn nhất định sẽ đến được nơi cần đến, còn một khi bạn chọn dừng lại, thì điều đó có nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ tới đích. Thứ hai là, đừng bao giờ kết bạn với những người không có gì tốt hơn mình. Ngoài gia đình, thì bạn bè chính là cái nôi lớn thứ hai giúp bạn tu dưỡng đạo đức và phát triển khía cạnh vịt tinh thần. Người ta từng nói, kết giao với 5 người ham học hỏi sâu sắc, biết giúp đỡ sẻ chia, thì bạn sẽ trở thành người thứ 6 và sở hữu được những đức tính tốt đẹp đáng quý ấy. Nhưng ngược lại, nếu kết thân với 5 người bạn chỉ suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè tệ hại, thì cuối cùng sẽ có tới 6 tiền rác rưởi tệ hại của xã hội. Những kẻ liên hệ với chúng ta cũng chỉ vì những động cơ vị kỷ, những kẻ niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện viển vông giả tạo. Những kẻ khích lệ khi chúng ta làm những điều không tốt, ngăn cản chúng ta khi chúng ta làm những điều tốt. Khi ở trước mặt thì khen ngợi chúng ta,
Nhưng khi ở sau lưng thì chỉ trích, nói xấu, làm người đồng hành với chúng ta trong các buổi ăn chơi, cờ bạc. Hút trích đó chính là những kẻ nhấn chìm cuộc đời của chúng ta xuống vực sâu tăm tối và biến chúng ta thành con người bị coi khinh, bị ruồng bỏ. Có thể thấy rằng đa số chúng ta đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường xung quanh, nhất là những người mà ta tiếp xúc. Vì vậy, chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học, chọn sách mà đọc là những lời từ người xưa dạy cực kỳ đúng đắn. Thứ ba là, mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả sắp tới. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, chúng ta thường có những suy nghĩ thực sự thiếu chín chắn, mất kiểm soát. Những quyết định và hành động được đưa ra trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hối hận ngay sau đó. Và tất nhiên những gì đã nói ra hoặc đã làm rồi thì có hối hận cũng không kịp. Có những người vì quá tức giận nóng vội mà đánh rơi hạnh phúc của mình, để rồi khi suy nghĩ lại thì mọi thứ đã quá muộn. Để kiềm chế cơn tức giận, đơn giản nhất là khi tức giận hãy học cách im lặng. Im lặng không có nghĩa với bỏ cuộc, cho qua mọi chuyện, mà im lặng là để suy nghĩ, đưa ra những tư duy logic và hành động hợp lý hơn mà thôi. Có lẽ sau một khoảng thời gian thì bạn sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp tốt hơn, bởi chưa chắc giải pháp hiện tại đã thực sự hoàn hảo. Là một người khoan ngoan thì bạn không nên có bất kỳ phản ứng hay động thái nào khi tức giận, tránh tác động đến các mối quan hệ gia đình, bạn bè, cũng như các mối quan hệ kinh doanh, để những điều không may sẽ không bao giờ xảy đến với bạn. Ngoài ra, tức giận thường xuyên và lâu dài có thể dẫn đến một số bệnh tổn thương tim, gan, loét dạ dày, ảnh hưởng đến sự hoạt động của phổi, ảnh hưởng đến tất cả các bệnh, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ. Hãy nhìn thấu hậu quả của sự tức giận trước khi để tình trạng ấy xảy ra bộc phát mà học cách kiềm chế cảm xúc. Bởi kiềm chế sẽ giúp bạn có được sự bình tĩnh để từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn cho cuộc đời của mình. Người bình thường không làm chủ được nỗi sợ hãi và những cơn giận dữ. Chính vì vậy mà họ rơi vào những cảm xúc tiêu cực, cũng như rơi vào những hoàn cảnh tiêu cực. Nếu bạn muốn thoát khỏi vòng lặp lại của những người ấy, hãy làm khác đi. Thứ tư là, khi thấy mục tiêu còn xa vời, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh từng bước hành động. Con người ta sống không thể thiếu mục tiêu, bởi mục tiêu là sự hiện thực hóa lý tưởng. Mục tiêu phải cao hơn những giá trị đang có và là một đất thang để con người ta chinh phục. Mục tiêu quá thấp sẽ thể hiện tầm nhìn hạn hẹp và một ý tưởng nghèo nàn. Để ra mục tiêu cho cả công ty cũng gần như ra một tuyên ngôn tung cho tương lai của họ. Điều chỉnh mục tiêu là việc buông bỏ ước mơ, lý tưởng sống. Nó chẳng khác nào người leo núi mà bỏ cuộc giữa chừng. Cho dù bạn khống chế thế nào đi chăng nữa, thì trong thâm tâm của bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn đang là người thất bại. Nhưng điều chỉnh hành động lại nói lên rằng bạn vẫn đang sẵn sàng chiến đấu. Có tinh thần cầu tiến để tìm ra một phương hướng mới khả thi hơn. Đó là biểu hiện của con người có ý chí kiên cường, không dễ dàng gục ngã. Trong câu chuyện Thỏ và Rùa, dù biết rằng mình chậm chạp, nhưng vẫn quyết tâm chạy đùa hối thọ và nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực để đạt được mục tiêu, giành chiến thắng trong cuộc đua không cân sức. Mặc dù biết rằng mình là người yếu thế, nếu rùa biết rõ điểm yếu của mình và từ bỏ cuộc chơi, chấp nhận thất bại, thì rùa sẽ mãi mãi là kẻ hèn nhát, đáng bị coi thường trong mắt muông thú. Chỉ khi quyết tâm chiến thắng để đạt được mục tiêu cao hơn những gì mình coi là bình thường, thì mới có thể đạt được, mới có thể nâng cao được vị thế của mình, nâng cao giá trị của mình, và cũng là hành trình chinh phục những đức thang để chạm tay tới vinh quang. Thứ năm là, nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại. Bạn không bao giờ hoàn hảo, đặc biệt là trong lăng kính của hàng nghìn người khác. Và nếu trong chiếc kính của ai đó có một chút tiêu cực, một chút ghen tị và sự độc đoán, thì xin chúc mừng bạn đã có thêm một kẻ thù. Con người không phải là một chú tắc kè để có thể biến hóa sao cho phù hợp với cách nhìn của môi trường cũng như người khác. Thế nên bạn luôn phải chấp nhận rằng có những người ghét mình, và mãi mãi họ sẽ ghét mình. Vì vậy, nếu là một người thông minh, hãy khai thác tận dụng kẻ thù để hoàn thiện bản thân. Hãy yêu thương họ để những con người tội nghiệp ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng gì bị đánh bại cả. Đã đến lúc bạn nhận ra trên đời này tình yêu thương cũng cần một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới áp dụng được chiến lược này mà thôi. Sống ở đời, sự thù ghét chỉ mang lại những cảm xúc độc hại, tạo nên những hành vi xấu xa cho bạn mà thôi. Vậy nên nếu bạn muốn sống một cuộc đời thanh thản, thăng hoa thì bạn không thể mang theo nỗi thù hận kia được. Điều cần thiết hơn là hãy cố gắng thử tất cả mọi thứ để loại bỏ nó và tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình. Thứ sáu là, những người có địa vị cao tìm kiếm là ở bản thân mình, những gì người thấp bé tìm kiếm là ở người khác. Thành công đến từ sự nỗ lực không ngừng của bản thân, chứ không phải là sự may mắn nhất thời. Tại sao trong số chúng ta có những người bạn thấy họ rất đối bình thường,
nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó họ lại trở nên thành công và bỏ rất xa chúng ta. Đó là bởi vì họ đang âm thầm nỗ lực, họ đang một mình phấn đấu, nên bạn chẳng bao giờ nhìn thấy. Và điều quan trọng nhất là họ có thể chịu được cái sự thờ ơ lạnh nhạt của người khác mà không chịu khuất phục trước mọi cám dỗ, bởi họ có tầm nhìn, có kế hoạch và càng thấm thía câu nói, chỉ có sự chuẩn bị đầy đủ thì mọi chuyện mới được giải quyết thành công. Chúng ta nhìn thấy những tràng pháo tay và những bó hoa tươi mà họ nhận được, nhưng lại không biết nỗi đau và sự vất vả đằng sau những hình ảnh ấy, nó sâu sắc đến nhường nào. Những người có tầm nhìn hạn hẹp chờ đợi vận may mang đến những gì tốt đẹp, nhưng trên thực tế, nếu như tìm hiểu kỹ, thì không khó để bạn nhận ra rằng sự may mắn mà chúng ta đang nói đến chính là sự tổng hợp của tầm nhìn, nỗ lực không ngừng nghỉ. Thành quả có được là sự đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt một cách âm thầm và lặng lẽ. Những người thấp kém và lười biếng, thay vì tự nỗ lực và cố gắng, thì họ lại thường tìm kiếm cơ hội bên ngoài bản thân mình. Họ hay đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên, đổ cho số phận của mình. Phương thức tư duy này đã hình thành một thói quen, nuôi dưỡng và cắm sâu trong rễ của một con người, đến cái mức mà nó đã trở thành một phản xạ tự nhiên, khiến cho nhiều người không thể tự mình ý thức được mình là ai. Thậm chí nếu được người khác góp ý, nhận xét, thì thay vì biết ơn họ lại quay sang bực bội, khó chịu. Điều này có nghĩa người có tầm nhìn hạn hẹp và tư duy bảo thủ sẽ mãi mãi không thể tiến bộ. Còn người thông minh sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quý báu từ trên những sai lầm của mình. Thứ bảy là, bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi bằng cả trái tim. Thế giới ngày mai ra sao ư, ai mà biết được điều đó chứ? Nhưng cuộc sống mà chúng ta vẫn phải sống, và vẫn phải lạc quan, và vẫn cần trao gửi niềm yêu thương, vẫn phải sống bằng cả trái tim với công việc, với lựa chọn và định mệnh của mình. Khi chúng ta nói rằng chúng ta nên mang theo trái tim bên mình mọi lúc mọi nơi, thì điều đó đơn giản có nghĩa là hãy làm mọi thứ hết lòng. Khi bạn cố gắng làm điều gì đó bằng cả trái tim, thì chắc chắn thứ đạt được không chỉ là thành công mà còn có cả hạnh phúc. Đi bằng tất cả trái tim, bạn sẽ tự động sống động và tràn đầy năng lượng hơn. Nó có nghĩa là bạn sẽ tích cực hơn trong hành động, tạo động lực để đạt được mục tiêu cao hơn. Và sự lan tỏa thái độ sống tích cực hơn với thế giới xung quanh, kết nối tình yêu thương, chia sẻ những con người và trở thành người quan trọng được mọi người nhớ đến. Sẵn một trái tim yêu thương trên hành trình khám phá thế giới, bạn nên là người sẽ nuôi dưỡng và chữa lành những trái tim khôn hoảng, là người tiếp lửa ngọt ngào cho những đam mê và hy vọng trên thế giới này. Dù bạn đi đến bất cứ nơi đâu, nếu có sự nhiệt huyết và lòng đam mê, chắc chắn những chuyến đi ấy sẽ vô cùng thú vị và có ý nghĩa. Những nơi bạn đặt chân qua, những người bạn sẽ gặp, nó sẽ là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Vậy nên hãy xem mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, hành trình trải nghiệm mới, chứ đừng để nó đơn giản chỉ là một chuyến xe dịch vô vị. Chỉ khi bạn mang theo hành trang là một trái tim đầy nhiệt huyết, tình yêu thương và sự chân thành, thì bạn mới có thể chinh phục được tất cả những nơi mà bạn đã đi qua. Thứ tám là, hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình. Sẽ thật tốt khi cả hai đều hoan hỉ cho và nhận và cùng hưởng về những lợi ích chung tốt đẹp. Nhưng cũng thật tệ nếu một người chỉ nhân dành cho và nhận làm biến tướng ý tưởng tốt đẹp ngay để nói dối vụ lợi. Khi đó, ranh giới giữa tốt và xấu nào có thể phân định rạch ròi, bởi chẳng ai mong muốn mình sẽ trở thành kẻ bẩy thế trong một mối quan hệ. Bánh xe vận mệnh trong cuộc sống này sẽ có lúc nghịch chiều gió để tạo nên những thử thách, để chúng ta phải nhìn rõ và phải mạnh mẽ đối mặt hơn. Liệu ở thời khắc đó, ta có luôn giang tay giúp đỡ người khác và biết đặt cái bậc dọc hay vĩnh biệt những gì sai trái với phẩm chất tốt đẹp của mình chăng? Lòng tốt đúng chỗ như thế nào và để hướng tới những giá trị đẹp đẽ, ta khắc cốt ghi tâm và chọn nhìn về ra sao? Đỉnh cao của lòng tốt không nằm ở chỗ bạn đã đạt được sự vĩ đại và sự ghi nhận lớn như thế nào, mà đó là khi bạn không còn đặt nặng cái dấu mốc vốn luôn biến thiên, nhưng vẫn cố gắng từng ngày để ứng xử đúng mực và sống một cuộc đời lý tưởng. Dẫu biết rằng lòng tốt luôn lớn lên nhờ sự cho đi, và chỉ khi đã biết cho đi thì ta mới có thể nhận lại những hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này. Chỉ khi sự giúp đỡ dành cho đúng người đúng thời điểm thì sự giúp đỡ ấy mới trở nên hữu ích. Đừng chờ giúp ai đó một cách thái quá vội vàng, vì hành động của bạn có thể sẽ khiến họ trở nên lười nhác, kém cỏi và tội nghiệp. Thứ chín là nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn. Trong lịch sử Việt Nam vẫn còn ghi nhận những tấm gương nhìn xa trông rộng có ảnh hưởng đến tiền đồ, vận mệnh của một quốc gia. Thấy hậu Dương Vân Nghệ hy sinh ngay vàng quyền lực của con để trao cho người có tài cứu nước. Đức vua Trần Nhân Tông sau khi thắng giặc Nguyên Bông đã bỏ qua chuyện cũ, lấy lượng bao dung mà hòa giải dân tộc.
Đức Vô Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long là nghĩ đến muôn đời danh nhân Nguyễn Trãi đã dạy trồng cây đức để con ăn là tôn chỉ lớn lao về đạo lý làm người để nghìn để vạn năm sau. Con cháu vẫn bước tiếp, chỉ những người biết gạt bỏ đi như lợi ích trước mắt, những món lợi tầm thường nhỏ bé mới có thể phóng tầm mắt để nhìn thấy một tiền đồ lớn lao, một tương lai rộng mở luôn ở phía trước. Thực tế ở xã hội này còn rất nhiều người đang có cái nhìn thiền cận. Con người ra đường thấy kẹt xe thì ai cũng cố chen chúc, để rồi kết quả là tắc thì càng tắc, chen thì lại càng kẹt nhiều. Người đi bộ thấy cầu vượt trước mắt nhưng lại không leo vì sợ cực, sợ xa, thà băng ngang đường bất chấp nguy hiểm tính mạng cận kề. Chợ lớn, chợ bé thì không thiếu nhưng vẫn thích bày ra vỉa hè lòng đè đường để được những người đi làm về tiện tấp và mua ngay. Đường xá có tắc có kẹt thì cũng kệ, hay có người thì lại ngại tìm thùng rác, ăn uống xong cái gì là cũng tiện tay vứt đấy, vất vả những người lao công quét dọn đường mà thôi. Nhiều người xem phim, nghe nhạc thì mua băng đĩa lầu, nhưng đâu biết mình sẽ giết chết luôn những người đã vắt tim, vắt óc sáng tạo để rồi lần sau không còn cái mà coi. Con người vì cái tiền trước mắt có thể sẽ hủy hoại hết những lợi ích lâu dài. Nhìn thấy những cái lợi nhỏ sẽ bỏ qua những mục tiêu lớn. Một con chim có tầm nhìn hạn hẹp sẽ không thể nào nhìn thấy chướng ngại vật hay hào quang phía trước, nên chỉ có thể quẩn quanh mà thôi. Phạm là những người nghĩ nhỏ không thể làm được việc lớn, không có tầm nhìn xa trông rộng thì không thể đòi hỏi cuộc đời đưa đến những thành công bất ngờ. Cả đời chỉ quẩn quanh trong những chuyện vụn vặt tầm thường mà thôi. Thứ 10 là nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ. Ai trong đời cũng sẽ đôi lần bị nói xấu sau lưng. Người ta nói miệng lưỡi thế gian như là sóng biển, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy cứ sống tốt đi và mọi người xung quanh sẽ nhìn nhận lại bạn. Đừng vì những tin đồn mà trở nên căng thẳng bực dọc. Hãy làm những chuyện sai trái với chính phẩm chất tốt đẹp của mình. Tha thứ và bỏ qua, sống tốt vui vẻ thay vì cư xử lỗ mãng như trước đây, chính là cách trả thù hay nhất trên đời này. Chỉ có suy nghĩ tích cực mới có thể cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nếu quá bận tâm thì sẽ dễ gục ngã, nghĩa là mình thua cuộc và khi ai đó đã tình nguyện ở phía sau lưng mình thì cũng chẳng cần phải bận tâm. Cứ hồn nhiên và an nhiên mà đi về phía trước, kiên định với mục tiêu của mình, nhất định trước mặt sẽ là một bầu trời êm đẹp, một tương lai rạng rỡ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, không nói đâu xa, đến Khổng Tử, các giáo Việt Nam ta cũng có câu thế này, đi một ngày đàng học một sàn khôn. Con người ta trưởng thành hơn bởi vì sau mỗi lần vấp ngã và thành công, sau mỗi bài học được thử nghiệm bằng chính cuộc đời mình, phải trả giá bằng cả máu và nước mắt. Nhưng thay vì phải trải qua những thất bại của cuộc đời mình để mà phải trả giá để đổi lấy sự thành công, thì có lẽ những bài học từ các bậc tiền bối là cách làm thông minh nhất. Hy vọng 10 bài học trên đây sẽ là những trang hữu ích, mang lại cho quý vị cuộc đời hạnh phúc và an yên. Thưa quý vị, sinh ra ở đời, suy cho cùng ai cũng mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp và gặp thật nhiều may mắn. Người xưa có câu, tránh trời không khỏi số, nhưng cũng lại có câu, nhân định thắng thiên. Vậy con người có thể thay đổi được số phận không? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận mệnh là gì. Quan điểm của phương Đông về số phận dường như là một phạm trù đã được an bài, mệnh và vận đã được định đoạt sẵn và bản thân con người không thể nào vượt qua được số phận. Nhưng cũng cùng lúc đó, các nhà học giả cho rằng đức năng thắng số, quên con người hành thiện sẽ cải được mệnh vận, trả được nghiệp quả và có một cuộc đời an bình hơn. Việc đi xem bói, rồi làm lễ giải là không thể thay đổi số mệnh, cho dù tránh được tai họa này thì cũng sẽ gặp tai họa khác. Thay vì làm như vậy, chi bằng hãy cải sửa tâm tính. Một người có tâm tính không tốt thì việc mong muốn sở hữu số phận tốt là điều rất khó. Hầu như người xưa thường hay khuyên bạn, mỗi người chúng ta hãy biết sửa đi tật xấu, bỏ tính nóng này. Vì nếu có thể thực hành được điều này thì một thời gian sau, số mệnh nhất định sẽ chuyển thành tốt. Vậy theo bạn, con người có thay đổi được vận mệnh không? Cuộc đời số mệnh của mỗi con người được ẩn hiện qua tướng số, tử vi, phong thủy. Tuy nhiên những điều này hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian. Phúc đức của mỗi người, chính vì thế đừng ỷ vào việc mình có một số mệnh tốt mà làm những điều thị phi, bởi bạn sẽ không lường trước được vận hạn xấu xẻ đến khi nào. Vận mạng của mỗi người không cố định mà có thể thay đổi tùy theo hành động, sống thiện, tu tâm, tích đức, chắc chắn sẽ giúp thay đổi số mạng trong kiếp sống hiện tại của một người nào đó. Ta thấy có 2/1 là những gì người đó đang thụ hưởng và 1/1 khác là những gì người đó đang làm. Phần người đó đang được thụ hưởng là phần được sinh ra cho một gia đình giàu có, sang trọng lại thông minh, được may mắn, thành công và hưởng nhiều hạnh phúc, sung sướng ở đời. Phần này là kết quả của những việc làm có thể là rất tốt, rất thiện, rất đạo đức của người đó hồi kiếp trước. Tuy nhiên, phần người đó đang làm trong kiếp này như khinh người,
hiếp đáp kẻ khác, có những hành động độc ác, thì những việc làm xấu xa đó là nguyên nhân của một kiếp sau có thể là sẽ rất hèn hạ, khổ đau. Kiếp sau có thể người đó sẽ phải sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại có thể không đủ khôn ngoan, không có cơ hội học hành, phải sống cuộc đời nghèo khổ, bị nhiều người khinh bỉ. Trong thực tế, ai cũng biết là khi ta đối xử tử tế, lịch sự, tốt đẹp đối với những người chung quanh ta thì dĩ nhiên ta cũng sẽ được nhiều người đối xử tử tế, lịch sự và tốt đẹp lại. Ngược lại, nếu ta có những hành vi không ra gì đối với những người xung quanh ta, thì khó mà mong rằng người ta thương mến, đối xử tốt với mình. Theo quan điểm của Đạo Phật, tích đức hành thiện sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện và nếu làm nhiều có thể báo ứng ngay hiện tại, góp phần cải thiện vận mệnh. Các việc thiện có rất nhiều như giúp người khó khăn, chữa bệnh, làm đường xá, cầu cống, ủng hộ thiên tai, hiến máu nhân đạo. Thực tế cho thấy hạnh phúc lớn lao của con người chỉ đạt được khi mà hạnh phúc ấy được chia sẻ với những thành viên khác trong cộng đồng. Tích đức hành thiện sẽ cải số được 80%. Số mệnh của đời trên kể rằng, tại một ngôi chùa nọ, có một chú Sa Di được sư phụ cho phép trở về thăm cha mẹ. Vì sư có thần thông nên được biết trong vòng một tháng nữa là thọ mạng của chú Sa Di sẽ chấm dứt. Trên đường đi về quê, chú Sa Di thấy một ổ kiến lớn đang sắp sửa bị trôi theo dòng nước lũ. Chú vội vàng tìm cách cứu để ổ kiến khỏi bị chết. Chú về thăm nhà và sau đó trở lại chùa. Nhiều tháng trời trôi qua, chú vẫn tiếp tục tu hành, niệm Phật, ăn chay bên sư phụ. Sư phụ của chú rất thắc mắc. Một hôm, ngài hỏi chú chuyện gì đã xảy ra khi chú về thăm mẹ. Chú kể rõ ràng về thăm quê, kể cả chuyện chú cứu vớt một ổ kiến to. Sư phụ mới hiểu việc kéo dài thọ mạng chính là nhân cứu giúp chúng sinh và nhân không sát sinh. Trong kinh Phật cũng dạy nhân sát sinh có thể đưa đến địa ngục, làm loài bảng sinh, quả báo nhẹ là làm người với tuổi thọ ngắn và hay bệnh hoạn. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy muốn được quả báo giàu sang sung sướng là do nhân bố thí đời trước. Được quả báo thông minh là do nhân khuyên người khác làm lành tránh ác. Quả báo tướng mạo đoan trang đẹp đẽ là do nhân đời trước giúp đỡ kẻ tật nguyền. Số Sa Di trong câu chuyện trên nhân cứu mạng sống của một ổ kiến to, không giết hại chúng sinh nên mạng sống được kéo dài, không bệnh tật. Những nhân tố ảnh hưởng đến vận mệnh. Thứ nhất là thói quen. Phật giáo cho rằng phiền não đã là thứ khó đoạn tuyệt, nhưng lại có một thứ càng khó khử trừ hơn, đó là thói quen. Thói quen vốn là một thức cố định trong đời sống của chúng ta, có tốt có xấu, nhưng mà sau khi trải qua một thời gian dài, tự quen trở thành tự nhiên thì sẽ khó mà tiêu trừ. Thói quen xấu như hút thuốc, hít độc, rượu chè, những thói quen không lành mạnh này có khả năng tàn phá cũng như làm tổn hại đến sức khỏe, con người. Thói quen tốt gồm chế độ làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống, vận động, tinh thần lạc quan có thể kéo dài tuổi thọ. Như vậy, một người mặc dù có điều kiện ưu việt, được trời ưu ái mà thói quen không tốt, cũng khó có vận mệnh đại phú, đại quý. Thói quen tốt cũng là một trợ duyên có thể giúp chúng ta biến nguy thành an, thuận buồm xuôi gió. Thứ hai là mê tín. Nhiều người thích coi xấu, đoán mệnh, mục đích không ngoài hy vọng mọi việc của mình được như ý muốn, gặp sự hóa lành. Có người khăng khăng giữa quan niệm chọn bạn trăm năm phải phối hợp tám tự. Hay có người thì chú trọng việc cất nhà, sản xuất phải xem phong thủy. Lại có người thậm chí mọi việc cầu thần, coi bói, không cần phán đoán hay nhận định theo ý tính. Hành vi mê tín bắt nguồn từ sự thiếu vắng niềm tin. Do vậy mà đánh mất đi những cơ hội tốt hoặc bóp méo sự thật, vô tình chôn vùi hạnh phúc của một đời. Thứ ba là tình ái. Con người tất nhiên sống là phải có tình cảm, nhưng có một số người cứ vì quá chấp vào tình yêu để rồi đánh mất lý trí. Thậm chí có người vì tình ái mà tự tạo ra những hố sâu bi tình không thể nào bù đắp lại. Do vậy, tình yêu không được xử lý một cách thỏa đáng, thường hay nảy sinh những phiền muộn khổ đau. Cho nên Phật giáo khuyên dạy con người nên lấy trí hóa giải, lấy từ làm nên tình yêu. Có thể thăng hoa tình yêu thành từ bi như thế mới có thể không tự làm khổ mình, cũng không làm phiền lòng người khác. Thứ tư là quyền lực. Sự chi phối của quyền lực khiến cho con người dưỡng thành ý thức giai cấp. Có người tự ti quá độ, cam tâm chịu khuất phục quyền lực mà không cầu tự chủ. Mà Phật giáo thì cho rằng chúng sinh bình đẳng. Chúng ta nên có sự nhận biết và đảm đương trách nhiệm hơn nữa, cần tin tưởng ở chính bản thân mình. Thứ năm là nghiệp lực. Phật giáo cho rằng nghiệp lực là sức mạnh lớn nhất có khả năng khống chế vận mệnh. Nghiệp lực là các hành động thân, khẩu, ý của mỗi người. Nó có sức ảnh hưởng đến đời sống vị lai. Nhiều người than thở thời vận của mình không tốt, hoặc oán trách việc người không có lợi cho bản thân mà không tự nghĩ rằng phàm bất cứ việc gì cũng đều do nghiệp lực tạo thành.
Nhưng việc phối hợp hoàn cảnh bên ngoài càng không thể xem nhẹ. Tất cả những thất bại, sai trái tuy đã qua nhưng cũng nên nhìn lại để phản quan tự tình. Phật giáo chủ trương thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nghĩa là lúc bình thường nếu có thể quảng kết thiện duyên, sám hối nghiệp chướng thì chắc chắn có thể hóa giải ác duyên túc thế, khai sáng tiền đồ tốt đẹp trong tương lai, những cách thay đổi vận mệnh đời người. 1. Càng chăm chỉ thì càng may mắn. Con người nếu từng trải sẽ suy xét, nhìn nhận vấn đề càng theo nhiều cách. Một người càng xuất sắc sẽ càng chăm chỉ, hay những người càng ưu tú chắc chắn sẽ luôn nhìn thấy điều tốt đẹp hơn của người khác, cho nên càng phấn đấu cố gắng nhiều hơn. Còn những người bình thường thì ngược lại, thường chỉ nhìn thấy mặt kém hơn của người khác và không biết tự vươn lên trong cuộc sống. 2. Làm việc thiện tạo phúc, thiện nghiệp nhiều thì phúc báo lớn, mà phúc báo lớn thì mọi việc sẽ thuận lợi. Nếu như hành ác nhiều thì phúc báo ít, phúc báo mà không đủ thì mọi việc cũng sẽ không thuận và hay gặp nhiều tai ương. Số mệnh tốt hay xấu là do hành vi của mình tạo ra, là do tay mình nắm giữ không phải là do người khác bói ra. Đây là dùng phúc chuyển nghiệp, khiến nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ và nghiệp nhẹ hóa thành không, từ đó mà sống một cuộc đời suôn sẻ. 3. Thích nghi với hoàn cảnh. Con người một khi biết thích nghi với mọi hoàn cảnh thì khi gặp chuyện rắc rối, họ sẽ không vội vàng hay nóng nảy. Có thể yêu thương một người, quan tâm và lo lắng cho một người nhưng không được trói buộc người ấy. Có tư tưởng, có lý trí, hài hước và có sự tự ngã của bản thân, tình nguyện vì người mình yêu thương mà hy sinh bản thân. 4. Tâm niệm quyết định số mệnh. Con người có số mệnh tốt hay xấu ngoài việc có quan hệ với phúc báo, ra có liên quan tới chính tâm niệm của người đó. Hạnh phúc vui vẻ hay không không phải nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu hay có cái gì mà phụ thuộc nội tâm chúng ta nghĩ cái gì, tức là tâm niệm và tâm thái. Ví dụ một người hay phàn nàn là vì thường ở trong hoàn cảnh, tâm thái oán trách, than phiền. Từ đó phàn nàn sẽ trở thành ngôn ngữ thường dùng trong đời sống hàng ngày của người này. Thuận theo năm tháng, tích lũy, nó sẽ trở thành sở trường mà sở trường này, trong lúc vô hình, sẽ khiến anh ta luôn thốt lên những tiếng than trách, buồn bã, oán trời trách đất và sẽ khiến anh ta gặp nhiều hơn nữa những sự tình không may mắn. Tinh thần sa sút những người mà lúc nào cũng chê trách người khác, thì đó là do tâm thái của người này chỉ biết chê trách, nên lâu ngày sẽ trở thành thói quen nhìn ai cũng không vừa mắt. Như thế cuộc sống của người này sẽ không nhẹ nhàng và bình an. Không bình an cũng là một nỗi khổ. 5. Cải biến tâm trạng, cá tính, thói quen, tâm thái của một người nếu là có mối quan hệ mật thiết với tâm niệm người đó. Tâm niệm nếu như không cải sửa thì cho dù người đó có cải sửa phong thủy, nghề nghiệp, tên họ đi nữa, cũng sẽ không thay đổi vận mệnh được. Điều này cũng có nghĩa giống như cách nói hoàn cảnh có thể không thay đổi được, nhưng tâm trạng thì có thể thay đổi được. Một khi những biểu hiện của người đó được cải biến, thì cuộc đời sẽ cải biến. Cuộc đời cải biến thì chính là số mệnh đã được cải thiện. Cho nên trong cuộc đời, mỗi người tâm niệm sẽ từng thời khắc ảnh hưởng đến chúng ta. Tâm niệm tốt sẽ giống như một hạt giống tốt, sẽ nở ra một bông hoa xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt, khiến chúng ta có cuộc đời hạnh phúc. Tâm niệm không tốt sẽ giống như một hạt giống xấu, làm nở ra một cái trái cây tai ương, khiến bạn có cuộc sống luôn buồn thảm và chua xót. 6. Luôn phải tin tưởng vào bản thân, bạn thông minh, sẽ vẫn có người nói bạn vì bạn biết căn cơ, biết tính toán. Bạn chăm chỉ nỗ lực, chắc chắn sẽ có người nói đó là vì bạn có được may mắn. Hay đôi lúc, bạn nhận bạn thật sự không muốn làm gì đó, sẽ vẫn có người nói là bạn đang giả tạo, giả vờ. Mỗi người cần biết rằng trong cuộc đời mình sẽ nhiều lúc gặp phải những kiểu người khác nhau. Nhưng phải nhớ rằng ta không cần thiết phải cố gắng sống hoàn hảo trong mắt họ, chỉ cần trong tâm bạn thấy thanh thản là đủ. Không cần thiết phải lấy lòng, sống theo ý những người không hiểu bạn. Cho dù cả thế giới này có phủ nhận bạn, bạn cũng hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình. 6. Chân lý của hạnh phúc từ những lời Phật dạy, ai cũng biết nhưng đều bỏ qua. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở đời. Có lẽ bạn và tôi đều không phải là những người đầu tiên tự hỏi làm thế nào để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Bởi lẽ có ai trên đời này lại không muốn mình được hạnh phúc. Nhưng cách để đón nhận hạnh phúc cũng như tạo ra hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Dưới đây là những triết lý cổ xưa nhất của Đạo Phật về hạnh phúc và cách trở thành người hạnh phúc trong cuộc sống. 1. Bản thân cuộc sống không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách bạn nhìn nhận nó. Hãy thử tưởng tượng mà xem. Chuyến bay của bạn vừa bị tỉ lây và bạn phải ngồi chờ ở sân bay hàng giờ liền. Lúc này bạn thường có hai dòng cảm xúc, chán nản, tức giận với việc phải chờ đợi. Và bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi thay vì bị lắc lư trên một chuyến bay đông người. Và điều đó khiến bạn hạnh phúc. Từ tình huống trên, chúng ta dễ nhận thấy bản chất của chuyến bay bị trễ chỉ có một,
nhưng lại có nhiều cách để ứng xử với nó. Không phải chuyến bay mà cách bạn lựa chọn để đón nhận nó sẽ quyết định đến cảm xúc và sự hạnh phúc của bạn. Trong cuộc sống sẽ có những hoàn cảnh khó khăn, bất lợi mà chúng ta không thể thay đổi. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là cách bạn nhìn nhận vấn đề của bản thân. Phật dạy rằng bản thể chúng ta được hình thành từ suy nghĩ, gieo suy nghĩ gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Bằng suy nghĩ, con người có thể kiến tạo ra thế giới theo cách của riêng mình. 2. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi còn là một nữ trẻ, chúng ta thường dễ vui dễ buồn và thường phản ứng rất nhanh với mọi thứ xung quanh theo bản năng. Càng lớn lên, việc bộc lộ cảm xúc sẽ bị hạn chế lại. Không phải chúng ta trở nên vô cảm, mà đơn giản chỉ là chúng ta sẽ học được cách kiềm chế cảm xúc. Khi cuộc sống xảy ra vấn đề, có người chọn cách phản ứng lại bằng những cảm xúc tiêu cực, có người lại bình tĩnh, hít thở thật sâu và để cho lý trí cân nhắc hướng giải quyết. Với típ người thứ hai, họ có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, họ biết cách lùi một bước để thấy được toàn cảnh vấn đề. Người khôn ngoan luôn bình tĩnh trong khủng hoảng, họ có thể lùi lại và nhìn thấy toàn cảnh rộng lớn hơn. Họ suy nghĩ chín chắn và có sự phản tỉnh, họ nhận ra giới hạn tri thức của bản thân, luôn tỉnh táo để xem xét đến những khía cạnh thay thế. Trong Phật giáo, việc lùi bước này được đúc kết thành câu châm ngôn nổi tiếng, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Lùi một bước không phải yếu hèn, mà là cảnh giới của trí tuệ và đó là một triết lý của hạnh phúc. 3. Học cách chấp nhận để thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Theo Đạo Phật, căn nguyên của mọi nỗi khổ trên đời là do ham muốn của con người, tâm sinh ham muốn quá nhiều mà không đạt được, ấy là khổ đau. Vậy nên, khi đối diện với thực tế cuộc sống, những chuyện đau lòng hay sự uất ức, chúng ta cần phải biết chấp nhận rằng mọi thứ trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của chúng ta. Nếu bạn không thể thay đổi được sự vật, sự việc, vậy thì bạn nên học cách chấp nhận nó. Con người chúng ta thường khổ sở chạy theo những thứ phù phiếm xa vời, vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy? Hãy tập buông bỏ, buông được bao nhiêu chính là bạn đang giúp bản thân bớt đi nỗi buồn khổ bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác làm bạn đau khổ, nỗi đau này tự đến từ chính bạn. Khi bạn học được cách chấp nhận, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình. Về sau, học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc an lạc. 4. Sống thật với cảm xúc của bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ rơi vào những tình huống không mong muốn, điều đó đem lại những cảm xúc tiêu cực, những lo âu bất ổn. Có thể bạn sẽ tìm cách né tránh hoặc lờ đi chúng, nhưng những cảm xúc tiêu cực không dễ bị mất đi. Lẽ tránh chưa bao giờ là cách hay để đối mặt với một vấn đề, bởi vì con đường ngắn nhất để ra khỏi khủng hoảng là đi xuyên qua nó. Những tình huống xấu nhất chính là cơ hội để bạn thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình. Không trải qua mưa bão, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Không phải cứ trốn tránh khó khăn là sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Ngược lại, nó chỉ làm cho nỗi đau trở nên sâu sắc hơn. Hãy đối mặt và đừng phủ nhận điều đó, bởi những cảm xúc lo lắng, sợ hãi khi gặp khó khăn là khởi nguồn của sự không hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống. 5. Hạnh phúc chính là hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Hầu hết những gì bạn suy nghĩ dường như đều hướng về tương lai hoặc quay lại quá khứ. Có rất ít những suy nghĩ được dành cho hiện tại. Tư tưởng của chúng ta có thói quen bị cuốn hút trở về quá khứ mà ta cho là tốt đẹp hơn hiện nay. Hoặc là mơ mộng vươn đến tương lai với những viễn ảnh mà ta hy vọng là sẽ vượt xa hiện tại. Những tư tưởng này làm cho ta thấy thích thú và nhất là nó giúp ta tránh né không phải đối mặt với những khó khăn đang xảy ra trong hiện tại. Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi mỗi lần gặp nhiều khó khăn thì dường như người ta lại càng hay nghĩ nhiều về quá khứ. Nhưng một khi tâm trí lang thang, chưa bao giờ là một tâm trí hạnh phúc, bởi vì khi xa rời hiện tại, chúng ta bị sao nhãn khỏi các hoạt động hàng ngày, khỏi mục đích sống mà mình để ra. Đức Phật dạy rằng bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần và thể xác không phải là hơn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 6. Tình yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. Phật dạy rằng hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. Lòng ta ôm hận thù ghét bỏ, vậy thì chính chúng ta mới là người cảm thấy mệt mỏi đầu tiên. Hãy suy nghĩ lạc quan tích cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. Không phải lời nói, những gì bạn làm mới là thứ tạo nên con người của chính bạn. Một con chó tốt không phải vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải vì anh ta nói hay. Đừng quá để tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, không phải vì chúng ta nói năng trôi chảy,
hứa hẹn đủ điều mà sẽ có được lòng tin của người khác. Phật giáo dạy rằng con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người, khi ấy hạnh phúc sẽ được nhân đôi. Còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa, cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác. Cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để yêu thương, hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. Và trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, như thường lệ, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Hai ngọn nến hạnh phúc của tác giả quê Việt Trường Ba. Tôi qua đời khi mẹ tôi còn rất trẻ. Năm đó mẹ chỉ mới vừa 28 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của mỗi người đàn bà, và cái tuổi ấy lại cần được yêu thương. Nhưng giữa lúc nồng ấm của tình yêu thì số phận đã bước lìa ba ra khỏi mẹ. Hạnh phúc của hai người cũng chỉ trọn vẹn có 3 năm. Ngày ba qua đời, tôi chỉ mới vừa 2 tuổi nên gần như không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe mẹ kể lại là tôi đã khóc thét lên vì mùi nhang đèn xông vào nhà quá nhiều. Tôi cũng chẳng nhớ ngày hôm ấy trời có mưa vùi không, vì thường khi con người ta đau khổ tột độ, khiến cho đất trời đồng lòng thường chút những cơn mưa lớn. Sau này, nghe kể lại tôi biết lúc ấy mẹ tôi đã tuyệt vọng đến giường nào. Nếu không có tôi, đứa con khờ dại cần phải có mẹ mới có thể lớn khôn, thì chắc mẹ không còn thiết tha sống trên trần gian này làm gì nữa. Ba là một người đàn ông giỏi giang. Vì thế dẫu rằng ba mất ở tuổi 35 nhưng ba đã kịp để lại cho mẹ một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con có chỗ tá túc, một số vốn liếng cho mẹ làm kế sinh nhai. Đời mẹ tôi là một cô bé mồ côi được đưa vào trại mồ côi nuôi dưỡng. Rồi sau khi mẹ ra khỏi trại đã tự bươn trải trong cuộc sống để vươn lên. Ba và mẹ gặp nhau khi ba đã là một người thành đạt, còn mẹ thì đang tấp tỉnh vào đời. Mẹ đang làm việc ở một quầy bưu điện khu vực với thời gian làm việc theo ca. Một buổi trưa chủ nhật, tại quầy bưu điện đó, khi ba tới để chuyển thư nhanh, tình cờ gặp mẹ. Cuộc sống không thể lý giải là tại sao hai con người ở hai phương trời xa lạ, chỉ trong giây phút gặp nhau là sau đó đã nặng nợ vợ chồng. Người xưa vẫn gọi đó là duyên số. Duyên số đã cho ba và mẹ gặp nhau, vì thế tôi mới có mặt trên trần gian này. Ba mất, một mình mẹ nuôi tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu của mẹ và những lúc rảnh rỗi mẹ lại kể về ba. Kỷ niệm tình yêu của mẹ và ba dường như lúc nào cũng đầy ắp trong lòng ngực mẹ. Mẹ kể cho tôi nghe, mỗi khi mẹ buồn, mỗi khi gió giông tạt về thành phố, lúc đó mẹ luôn ôm chặt lấy tôi vào lòng. Sau khi đóng tất cả các cánh cửa của ngôi nhà, bật tất cả các công tắc điện lên, mẹ sợ gió giông và gió giông nhắc cho mẹ nhớ ba. Mẹ luôn nói, ba con ở đâu đó với bạn bè, mưa gió là vội về, và vì ba biết mẹ sợ mưa bão. Hạnh phúc của mẹ và ba tràn đầy, không có một bóng thứ ba nào chen vào, nhưng đó lại là một hạnh phúc ngắn ngủi. Đó là buổi sáng như thường lệ, ba chờ mẹ đi làm, ba rất thích đưa đón mẹ đi làm mỗi ngày. Ba nói đùa với mẹ, không chờ em, anh sợ em quên lối về. Mẹ cười hồn nhiên với ba như thể ba và mẹ đang ở tuổi mới lớn. Hôm đó, khi ba chở mẹ vừa đi qua một con đường đang sửa chữa, có một chiếc xe đạp đi ngược chiều chen tới. Ba vội lách thì từ phía sau có một chiếc ô tô chèn qua, xe ngã. Ba chỉ kịp ôm mẹ đẩy ra ngoài, còn ba thì bị đập vào chiếc ô tô. Đưa tới bệnh viện mấy tiếng sau thì ba mất. Ba dành cái chết để nhường cho mẹ sự sống. Mẹ tôi là một người đàn bà không đẹp, nhưng mẹ rất có sức hút với đàn ông. Vì thế mà những người đàn ông gặp mẹ đều thích buông lời trêu chọc. Nhất là từ ngày họ biết rằng mẹ đã trở thành quả phụ, một mình nuôi con nhỏ. Nhiều người đàn ông đều muốn dành cho mình một cơ hội, nhưng họ đều thất bại. Ngay cả bà nội tôi cũng khuyên bảo mẹ nên kiếm một người đàn ông nào đó để nương tựa. Nội nói, Mai biết con rất thương thằng Bích, nhưng nó vắng số. Nó cũng chẳng trách gì con đâu. Dì con hòa con, giao cho mẹ nuôi cũng được mà. Dẫu con có lấy chồng khác, thì mẹ vẫn yêu thương con, vẫn coi con là dâu của mẹ. Lúc đó là mẹ ôm chặt tôi như thể sợ bà nội tôi bứt lìa tôi ra khỏi mẹ, rồi mẹ khóc. Nội cũng bảo mẹ dắt tôi về nhà nội ở cho đỡ buồn, nhưng mẹ từ chối. Nội sợ rằng khi chỉ ở trong căn nhà tràn ngập bóng hình ba, mẹ sẽ luôn nhớ về ba. Nội cũng muốn cho mẹ gặp một người đàn ông khác và sống hạnh phúc, nhưng mẹ vẫn muốn ở lại trong căn nhà mà mẹ đã từng hạnh phúc với ba. Căn nhà từng có bước chân của ba, tiếng hoa của ba, tiếng bước chân của ba. Trong ngăn kéo của mẹ có hai cây nến màu trắng, hai cây nến chỉ mới cháy tàn ngọn, được mẹ gói kỹ càng trong một tấm vải màu vàng. Đó là hai cây nến đốt trên quan tài của ba. Khi đưa bà ra nghĩa trang, sau khi chiếc quan tài đưa xuống huyệt, mẹ đã giữ lại hai cây nến đó. Hai cây nến là một lời hứa với người đã mất. Đó là nếu mẹ lấy người đàn ông khác,
mẹ phải thắp hai cây nến ấy trước bàn thờ ba cho đến khi hai cây nến cháy hết. Lời hứa với người đã khuất vô cùng thiêng liêng, nhưng tôi chưa hề thấy mẹ đem hai cây nến ra thắp. Dẫu có bao nhiêu lần có bao nhiêu người đàn ông tới nhà, dẫu có bao nhiêu lần có những bức thư tình gửi đến nhà. 15 năm trôi qua, tôi bắt đầu xa nhà đi học, mẹ ở lại một mình trong căn nhà. Tôi biết mẹ rất buồn, cái buồn của tuổi 28 và tuổi 43 không biết có khác nhau chưa. Nhưng rồi mẹ viết thư cho tôi, mẹ nói là mẹ không còn sợ gió giông nữa. Mẹ nhắc đến tên một người, đó là chú Thuấn. Chú Thuấn mới mua căn nhà sát nhà mình, chú cũng sống một mình, có chú làm hàng xóm, mẹ đỡ lo. Chú gửi lời thăm con. Cách để cho chú Thuấn gần tôi của mẹ thật khéo, với câu nói, chú gửi lại thăm con hoặc thỉnh thoảng khi mẹ vào thăm tôi, mẹ lại đưa cho tôi những món quà và bảo, chú Thuấn gửi cho con đó. Tôi biết lòng mẹ đã gió giông. Tôi đâu còn nhỏ để không đoán ra rằng trái tim mẹ đã bị lay động, bởi đó là lần đầu tiên mẹ nhắc đến tên một người đàn ông khác. Cho đến khi hè về, tôi nói thực sự gặp được chú Tuấn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui. Bữa cơm có ba người dường như ngon hơn bữa cơm có hai người. Tôi quan sát người đàn ông mà tôi gọi là chú Thuấn đó. Một người đàn ông mạnh mẽ, có tiếng cười giòn tan, đôi mắt sáng. Chỉ lần đầu tiên gặp, tôi đã thầm mừng cho mẹ tôi. Cảm ơn trời đất run rủi để có một người đàn ông ngoài ba tôi làm cho mẹ tôi vui. Khi chú Thuấn ra về, tôi chun vào giường ngủ chung với mẹ. Mẹ à, con thấy chú Thuận đấy cũng được. Hay là mẹ lấy chú ấy đi. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng nói chuyện khác. Trời ơi, hôm nào ôm nó có tí xíu, bây giờ lớn ơi là lớn rồi, nó lấy chồng, nó bỏ mẹ nó một mình. Tôi vùi trong lòng mẹ con không lấy chồng đâu. Nếu mẹ không lấy chồng mẹ ầm ư ngủ đi, tôi thầm thì mẹ lấy chú Thuấn đi, con không có ngăn cản đâu. Mẹ nay tôi nhẹ như nay giấc ngủ bé thơ, con ngoan ngủ đi con ngoan. Rồi có một ngày mẹ đem hai cây nến ra thắp. Hai cây nến nằm trong tấm vải bọc kín đã mười mấy năm trời mà vẫn còn như mới. Mẹ cấm hai cây nến lên bàn thờ khơi lại tim mẹ bật quẹt. Đốt cho hai cây nến cháy, tôi chăm chú nhìn mẹ đốt nến. Mẹ đang cầu khấn điều gì trước ba tôi nghe không rõ. Hai cây nến cháy trong đêm thật huy hoàng, nó reo rộn rã tôi và mẹ cùng nhìn ngọn nến cháy với hai tâm trạng khác nhau. Nến cháy cả đời, nến là mẹ sẽ thành vợ chú Thuấn. Nhưng lạ, chưa mẹ bước tới bàn thờ chùm miệng thổi tắt hai cây nến đang reo lửa, mẹ kéo tôi đi ngủ thôi. Con buổi sáng tôi dậy trễ không có mẹ bình bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang đứng trước bàn thờ ba. Rất hiếm khi mẹ đứng trước bàn thờ ba lâu đến thế. Tôi chăm chú đứng sau lưng mẹ nhìn, tôi bỗng giật mình. Khi nhìn lên bàn thờ, hai cây nến mẹ thắp từ đêm đã tan hết. Tận cùng bên dưới là một vùng nhựa sáp. Hai cây nến đã cháy cản đời mình trong một nỗi buồn dai dẳng và cho hạnh phúc của mẹ. Dường như ba tôi đã hiển linh đốt tiếp hai ngọn nến dùng cho mẹ ba, cố tình để hai cây nến kỷ niệm gợi nhớ ấy cháy đến tận cùng để cho người đàn bà mà ba thương yêu rong rong. Với cuộc sống mới, ba không muốn mẹ cứ sống mãi một mình. Sống một mình với tuổi xuân đang tràn đầy là sự bất công. Với một người đàn bà và tôi cũng vậy, tôi cũng muốn mẹ phải được sống hạnh phúc như bao nhiêu người đàn bà khác. Tôi muốn mẹ có một người đàn ông yêu thương mẹ, người đàn ông lo cho mẹ khi trái gió trở trời. Tôi muốn mẹ không đơn lẻ mãi mãi trong cuộc đời này. Bởi mai sau tôi sẽ lớn, tôi đâu ở mãi bên mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ buồn khi ngày qua mẹ phải sống một mình mà tuổi xuân của mẹ đã trôi qua. Trôi qua mẹ lại xoay nhìn tôi trong buổi sáng ấy, tôi thấy trên đôi mắt mẹ có những giọt lệ. Tôi tin chắc rằng hai ngọn nến khi nãy đã cháy đến giây cuối cùng chắc cũng ra vui. Vì hạnh phúc, vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và các nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Quý vị nhé, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Triết.